tan theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hai ly cũng không xa biển dòng đất trời chỉ có ta thì dòng ngăn và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa nổi tiếng đến từ California, Mỹ với cặp loa JBL model S310BE Studio. Đây là một trong những model loa kiểm âm phòng thu được người Mỹ sản xuất cho các phòng thu âm. Bởi vậy, nó sở hữu chất âm cực kỳ là chi tiết và đi kèm theo uy lực mạnh mẽ trên những model đã nổi tiếng được xếp hạng uy lực nhất trong phân khúc của những cặp loa Bass 30 với cặp loa Studio Series S310BE. Mời anh em cùng ngắm nhìn tuyệt phẩm loa còn đẹp và mới long lanh, sở hữu cấu hình sang trọng bậc nhất trên giới audio, được nhấn mạnh đẹp bởi từng cm trên cặp loa. Với cấu hình của cặp loa kiểm âm phòng thu S310BE của hãng JBL đến từ California, Mỹ, sở hữu chiều cao 85 cm, chiều ngang 36 cm. Tất cả của nó được trang bị phần thùng vân gỗ màu nâu vàng rất đẹp khi trưng bày cho những căn phòng khách sang trọng. Với công suất sở hữu ở ngưỡng trung bình cho cả đôi lên tới 400W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy 91 dB, được trang bị 3 tuyến loa nổi tiếng của hãng JBL. Đây cũng là những quả loa cực kỳ là chất lượng. Một bát súp siêu trầm đường kính 30 cm, gần nút cao su và nam châm từ đôi, với màng của nó được phủ chất liệu ánh kim. Chúng ta có thể thấy được rằng nó đẹp nấp nánh trước máy quay. Hai ống hơi rất lớn thở về phía dưới chân. Bát 30 gần nút cao su sở hữu tới hai quả nam châm rất lớn, mang lại cho uy lực của giải trầm cân với hai cái súp khủng ở phần cúp bát 30. Tôi lưu ý rằng những dòng loa này tiếng trầm của nó rất mạnh và nó xuống rất sâu. Sâu thì khi chúng ta mở nhỏ, quý vị sẽ thấy được rằng tiếng của nó rất là đã hai cái lỗ tai. Và khi mở lớn thì chúng ta sẽ thấy được sự lợi hại của những cặp loa mà được mệnh danh nằm trong top đầu của những cặp loa sở hữu uy lực mạnh mẽ. Phần bên trên là một quả trung âm đường kính 10 cm, vẫn mang phủ ánh quang và gân vải form cong, có nam châm từ xích xoát bằng mặt loa. Và đặc biệt phần trên cùng của cặp JBL này, chúng ta còn thấy được rằng nó được trang bị một quả siêu chét titanium màng hợp kim, mang lại cho giải chép lẩy nách tách cực kỳ là tuyệt vời. Tôi sẽ check máy cũng như là nướt qua giai điệu của bài hát anh em cùng nghe trên quả chép titan này.
sàn trong suốt, trần và nghe rất là phê. Nằm nghe sóng vô tình. Quý vị cảm nhận thấy giai điệu ngọt ngào không ạ? Ba giải thể hiện cực kỳ là chi tiết, hoàn toàn xứng đáng với đẳng cấp của những cặp loa kiểm âm mà người Mỹ trưng dụng tại các phòng thu âm cho các ban nhạc và các ca sĩ trước khi ra biểu diễn ngoài sân khấu. Với logo Sony Studio, có nghĩa là kiểm loa kiểm âm S310BE, có xuất xứ đến từ California, made in USA. Đẹp và mới năm nay. Với câu hình trước quay, chắc chắn chúng ta đã rõ được cặp loa tôi đang giới thiệu chi tiết, sở hữu chất âm cực kỳ là tuyệt vời, đẳng cấp của giới sành nghe và khó tính. Phía sau lưng của nó cũng rất đẹp với thùng vân gỗ màu lâu vàng. Đi kèm theo chất âm cũng như uy lực của cặp loa này, có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc, từ nhạc vàng cổ cho tới nhạc bolero hay nhạc trữ tình hay sàn và remix. Chúng ta có thể thấy được rằng uy lực mạnh mẽ, có thể khiến cho những không gian tới hàng trăm mét vuông rung mần bật bất kỳ lúc nào. Với uy lực mạnh mẽ của cặp loa kiểm âm phòng thu đến từ California, Mỹ, hoàn toàn xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo mà khi chúng ta lựa chọn và đầu tư cho các căn phòng khách gia đình những cặp loa sở hữu chất âm của giới sành nghe và đẳng cấp số 1 trên giới audio. Mặc dù với tầm tiền không đắt đỏ, nhưng chúng ta có thể thấy được rằng đẳng cấp của nó là dư thừa. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc, luôn dành cho những anh em có phòng khách mau lẹ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Với đoạn cuối clip, mời anh em cùng quay trở lại với những giai điệu có tiết tấu nhạc nhanh hơn và mạnh hơn trên cặp JBL S310BE Studio. Quý vị nghe tin thì đồ đạc ở cửa hàng, nhưng mà tiếng trống đánh thì